Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga xin được phép gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn và gia đình. Trong cái video này, Nga xin chia sẻ về là 11 tiểu bang đã trả tiền 300 và 400. Hôm nay là thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020. Và Nga cũng cập nhật thông tin về 50 tiểu bang từ PUA và yes, cuối cùng thì các tiểu bang cuối cùng cũng chịu tham gia cái chương trình 300. Như vậy các anh chị đoán thử cái tiểu bang nào nè. Và như vậy là tất cả 50 tiểu bang và trong đó có DC cũng tham gia cái chương trình 300 này luôn ha. Và cái điều cuối cùng là người Mỹ chi tiêu cái steamlet chat như thế nào Đây là một cái kinh nghiệm đó. Các anh chị thì Nga cũng thấy cũng hay Cho nên là Nga cũng chia sẻ với mọi người Và Nga cũng xin phép được một phút Làm Ngoài cái việc mà chia sẻ về cái tiền thất nghiệp thì sắp tới đây khi mà thất nghiệp đã lắng động xuống thì Nga cũng xin được phép là chia sẻ nhiều cái chủ đề khác nhau. Trong quá trình là cũng gần 20 năm sống và làm việc ở Mỹ thì Nga cũng xin chia sẻ tất cả những uh, kinh nghiệm, những cái bài học, những cái uh, kinh nghiệm mà trong quá trình việc làm và hoặc là những cái chia sẻ mà trong quá trình giúp đỡ mọi người làm về cái giấy tờ di trú á hoặc là tất cả những cái thông tin mà nga học hỏi được thì nga sẽ xin được chia sẻ lại đến tất cả người việt những ai cần cộng đồng người việt và thì trong cái thời gian sắp tới là như vậy ha và nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh nga võ illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe á để mà các anh chị cô chú có thể là theo dõi những cái video mới nhất của nga nga cảm ơn rất là nhiều ha và nga xin mời tất cả theo dõi cái chi tiết sau đây trong cái video trước đó các anh chị nga có chia sẻ là còn một cái tiểu bang là duy nhất nữa là chưa có nộp đơn như vậy các anh chị đoán thử cái tiểu bang nào hôm nay mới chịu nộp đơn đó là tuổi bang cái cái uh, tiểu bang cuối cùng á các anh chị đoán chia sẻ với cái phần ngâm không mình là nga đọc ha bây giờ là nga chia sẻ những cái tiểu bang đã nhận được tiền từ phi mà rồi và đang vẫn đang trong quá trình cập nhật cái hệ thống tiểu bang để mà trước khi mà sẵn sàng gửi tiền tới cho người thất nghiệp đó là tiểu bang alaska arkansas california colorado connecticut delaware florida georgia Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming. Đó là những tiểu bang vẫn đang trong quá trình cập nhật hệ thống trước khi mà gửi tiền đến cho người thất nghiệp ha và kế tiếp là những tiểu bang 11 tiểu bang đã trả tiền 400 hoặc là 300 đến cho người thất nghiệp tất nhiên đó là các anh chị đã nhận được rồi ha dạ nếu như mà các anh chị nào mà chưa có nhận được các anh chị kiểm tra trong cái tài khoản ngân hàng của mình ha bây giờ nga đọc nè AL3 mà đã trả được 4 tuần còn 1 tuần nữa. Ala xin lỗi, Arizona thì đã trả được 5 tuần rồi. Louisiana đã trả được 4 tuần. Massachusetts đã trả được 3 tuần. Minnesota đã được trả được 1 tuần. Missouri đã trả được 4 tuần. Montana đã trả được 4 tuần North Carolina trả được 3 tuần. Rose Island trả được 3 tuần. Tennessee trả được 4 tuần. Texas đã trả được 5 tuần. Như vậy là những cái tiểu bang vừa rồi đó thì đó là những tiểu bang Nga vừa đọc là 11 tiểu bang đã trả tiền tới cho người thất nghiệp. Các anh chị cần kiểm tra trong cái tài khoản của mình ha. Hoặc là lên cái cái tài khoản online của mình á, trực tuyến của mình trên PUA các anh chị kiểm tra ha nếu như mà các anh chị chưa có thấy nhận được kiểm tra cái um, hiển thị thử cái thê cái phần thê mình nó hiển thị như thế nào ha và cho đến bây giờ vẫn duy nhất là một tiểu bang sau Dakota là từ chối không có nhận tiền này và những cái tiểu bang sau là những cái tiểu bang trả 400 trọn vẹn cho người thất nghiệp và người thất nghiệp không phải lo lắng là cái tiền thất nghiệp hàng tuần là nhận dưới 100 hay là trên trăm gì là cũng vẫn nhận được cái số tiền trọn vẹn là 400 bao gồm là 100 của tiểu bang và 300 của liên bang ha đó là Kansas Kentucky Montana và West Virginia vậy là tất cả bốn tiểu bang ha các anh chị ha Và cuối cùng, Nga xin thưa là những cái tiểu bang vẫn đang trong quá trình nộp đơn. Đó là DC, Kansas, Nebraska và Nevada. Như vậy là tất cả bốn cái tiểu bang vẫn đang trong quá trình nộp đơn. Tất nhiên là như vậy là các anh chị là thấy nè, cái Nebraska là hôm nay nè là ngày 4 tháng 9 nè, mới là bắt đầu là đang chuẩn bị nộp đơn ha. Như vậy là Nebraska là các tiểu ban là cuối cùng là cuối cùng đã là chịu tham gia cái chương trình 300 này rồi như vậy là tất cả những cái thông tin Nga chia sẻ trên đó ha nếu như mà có thông tin gì mới thì Nga sẽ chia sẻ tiếp đến cho bà con nha giữa cái lúc dịch bệnh việc làm rất là khan hiếm nhiều người thất nghiệp cái việc chi tiêu số tiền vào trong cái việc gì rất là quan trọng trong cái phần này người Mỹ chi tiêu cái, cái steam Jack á chắc như thế nào thì nga cũng là xin được phép uh, dịch sơ qua cái phần tiếng việt là theo như mà người ta đánh giá đó thì hơn một nửa cái số hộ gia đình uh, hoa kỳ là đã chi tiêu cái uh, steam the chat này vào trong những cái hóa đơn cần thiết như là tiền thuê nhà và thực phẩm thì một nửa cái số người mà nhận được cái um, mà nhận được cái số tiền này á, là trong đó là có là người ta chi tiêu vào có quá đơn tiền điện nè và 47 phần trăm là chi tiêu cho một phần là đồ dùng gia đình và chăm sóc cá nhân thì hơn một nửa cái số người được hỏi là sử dụng đó thì người ta nói là để trả tiền mua nhà 28 28 phần trăm thì là dùng cho là tiền thuê nhà trong khi là 23 phần trăm là để làm trả tiền thế chấp tất nhiên là tiền mortgage thì sau khi mà trả các cái khoản cần thiết như là thức ăn và tiền thuê nhà thì 13% đã sử dụng cái số tiền cái số tiền chát đó để trả nợ và 12% này để tiết kiệm phần lớn cái số tiền đó và những những cái người mà làm thu nhập thấp hoặc là thu nhập từ 100 000 trở lên thì sao thì trong cái phần đây Nga người ta cũng chia sẻ rằng là những người ở trong cái nhóm thu nhập thấp hơn thì có cái xu hướng là sử dụng cái cái xí mệt đó để trang trải chi phí hàng ngày hơn là những cái nhóm người có thu nhập cao ví dụ như là trong cái số những người có thu nhập là dưới 25.000 đô la mỗi năm thì 77 là sử dụng cái khoản mà cái xí mệt đó của họ là cho cái việc chi phí cho thực phẩm và tiền thuê nhà mà trong khi là 48 phần trăm là những người á, là kiếm được từ cái số tiền một trăm ngàn cho đến 150 000 đô la những người có cái mức thu nhập như vậy người ta cũng nói rằng người ta giữ sử dụng cái số tiền đó để cho vào thức ăn và tiền thuê nhà là tiền rent dạ trong những cái video trước gần đây nga cũng chia sẻ cái đường dẫn á để mà nếu như mà ai cần những cái nhu yếu phẩm gì là trong đó là tất cả là 50 tiểu bang thì có thể là xem vào trong cái trang của cái bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ á là các anh chị cần cái nhu yếu phẩm gì giúp đỡ gì thì các anh chị vào đó để mà tìm hiểu và để mà À, nộp với anh chị thì cần cái sự giúp đỡ gì á thì nga cũng cảm ơn tất cả quý cô bác các anh chị rất là nhiều đã ủng hộ nga và nga tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp của tất cả các anh chị để làm những cái video tốt hơn và nếu như mà ai chân chưa có đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút subscribe để hoàn toàn miễn phí để mà các anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga và nhấn nút chuông để mà báo cho các anh chị có những cái video mới á và nhấn like nhấn share để ủng hộ nga đồng thời là cho Nga thêm cái tinh thần phấn khởi để để làm những cái video kế tiếp. Nga kính chúc tất cả quý vị sức khỏe thành công và gặp nhiều điều an vui trong cuộc sống và xin hẹn trong cái video kế tiếp. Và Nga chân thành cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn tất cả quý vị trong những cái video kế tiếp. Bye now!